Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Vật vờ sang tận London để mà trên tay con Honor 10 này. Mình chả cần đi đâu, mình ở Việt Nam mình cũng có, thậm chí là hàng nguyên siêu. Và sản phẩm này sẽ được bán tại Hoàng Hà Mobile. Mức giá thì mình chưa có cập nhật chi tiết, tuy nhiên thì nó sẽ rất hấp dẫn ở mức giá đâu đó khoảng tầm dưới 10 triệu đồng mà thôi. Và các bạn sẽ có 2 Sikon Kirin 970, con chip top đầu của Huawei ở thời điểm hiện tại. 4GB, 128GB bộ ở trong và cái màu sắc của nó cực kỳ ấn tượng luôn. Và điều đặc biệt là nếu như các bạn đặt hàng sớm tại Hoàng Hà Mobile, chúng ta sẽ còn có rất nhiều quà tặng kèm theo. Và nếu như các bạn muốn đặt hàng thì mình sẽ để link ở phía bên dưới phần mô tả video nhé. Thì thực sự mà nói, nếu như cái sản phẩm này về Việt Nam về giá chính hãng như mình đã nói là khoảng 10 triệu đồng thì nó thực sự là một sản phẩm quá đáng giá luôn. Mình dùng từ quá đáng giá luôn. Các bạn biết vì sao không? Tại vì nó có cùng cấu hình, thực ra là ít RAM hơn một chút xíu so với con P20 Pro, tức là 970, 4GB RAM. Mà mức giá của nó thì rẻ bằng một nửa, khoảng tầm 10 triệu. Wow, và cái phiên bản mình đang có đây là màu xanh luôn. Uầy, đẹp vãi. Wow, đẹp vãi. Uầy, đẹp thế. Thông thường vào tay mình thì không bao giờ còn cái gì còn nguyên si cả. Thôi, cái mà dán màn hình này thì nó dán sẵn rồi, thôi mình sẽ để lại. Phụ kiện bên trong thì các bạn sẽ có đây là que chọc SIM này. Chúng ta sẽ có thêm một cái ốp lưng. Và ốp lưng này chắc chắn là theo kiểu dạng silicon mềm mềm rồi. Các bạn sẽ có một cái sợi cáp USB Type-C khá là dài ở đây. Và chúng ta sẽ có một cái cục sạc. Và đương nhiên cái cục sạc này sẽ là có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với cái tên gọi đó là Super Charge. Và bởi vì sao nó có tên gọi là Super Charge? Bởi vì nó có thể tạo ra một cái công suất lên tới là 5V và 4,5A. Tức là vào khoảng 22,5W. Tức là nó lớn hơn rất nhiều so với kể cả những cục sạc QuickCharge 3.0 ở thời điểm hiện tại luôn. Nên là mình tin là nó sẽ có thể sạc cho cái máy này với một thời gian rất là nhanh. Thì ok, mình đã khởi động máy lên xong, bây giờ mình sẽ setup vào trong và chúng ta sẽ chia tay kỹ hơn về cái sản phẩm này nhá. Sau khoảng thời gian setup cái máy này lên thì mình sẽ có một vài nhận định như sau. Thứ nhất, đây là cái trải nghiệm cầm nắm của sản phẩm này nó tốt ngoài sức tưởng tượng của mình luôn. Nó có kích thước màn hình là 5.88 inch, tức là nó nhỏ hơn 6 inch một chút xíu. Và các bạn có thể thấy là viền màn hình hai bên không thực sự quá mỏng, nhưng mà cái tỷ lệ màn hình lên tới là 19:9. Và chúng ta thậm chí còn có cả một cái cảm biến vân tay phía bên dưới ở đây. Cầm Honor 10 mình thấy nó chỉ tương đương với cái việc cầm một chiếc kiểu iPhone 8 với màn hình tầm khoảng 4,7 inch mà thôi. Tức là nó rất là nhỏ gọn trong tay của các bạn. Và thậm chí là phía mặt lưng này, chúng ta sẽ có cái mặt kính cong cũng khá là mềm. Đó, dẫn đến là các bạn có cái cảm giác cầm trong tay nó thích lắm. Nó khá là lạ và thích. Nó ôm, nó tròn, nó cong. Và nói chung là mình thích cái cảm giác cầm của cái sản phẩm này. Mặt trước thì chúng ta sẽ có kiểu khá là giống với cả P20 Pro khi có một phím home ở đây. Tuy nhiên thì cái phím home này nó không phải là cái kiểu lõm xuống hay là một phím vật lý riêng giống như là P20 Pro, mà nó là một dạng mặt kính. Đây cũng chính là cái cảm biến vân tay và nó theo kiểu dạng siêu âm. Và đương nhiên với cảm biến vân tay siêu âm thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn so với những cái kiểu cảm biến vân tay truyền thống thông thường. Ở bên trên thì chúng ta sẽ có tai thỏ và các bạn có thể tắt bật được cái khu vực tai thỏ này đi. Cách bẩn hoặc là bật mặc định, một trong hai. Tuy nhiên thì mình nghĩ là bật lên, dẫu sao có thì chúng ta cứ dùng thôi, sao vì gì phải giấu đi, đúng không? Đấy. Các bạn còn có thể tùy biến được cái điều hướng hệ thống bằng cách đấy là tùy chỉnh vào điều hướng hệ thống này. Chúng ta sẽ có một vài cái tùy chọn, ví dụ sử dụng cái thanh điều hướng ảo ở đây này. Đó là ba cái phím. Chúng ta phím điều hướng trên màn hình thì cái này nhìn rất là ngu học và mình sẽ lựa chọn cái điều hướng ở bên ngoài. Thì lúc này các bạn sẽ có khả năng điều hướng, đấy là chúng ta chạm một lần thì là phím back, nhấn giữ thì nó sẽ là phím home, hay là vuốt sang bên phải này thì nó sẽ là mở lên cái khu vực đa nhiệm ở đây. Và đương nhiên lúc này các bạn lại có thể trọn vẹn sử dụng được cả cái màn hình này cho cái nhu cầu giải trí hoặc làm gì đó của các bạn. Và mình đánh giá đây cũng là một cái cách điều hướng khá thú vị. Tuy nhiên thì thực sự mà nói thì mình vẫn thích cái kiểu của Xiaomi hơn, tức là vuốt. Tại vì cái thao tác đấy nó sẽ bớt các bạn phải nhớ hơn là chúng ta cứ phải chạm một lần là back, giữ này thì nó là home, hay là chúng ta vuốt sang bên này thì nó mở đa nhiệm. Cái kia nó đơn giản hơn và cái này thì nó hơi lằng nhằng hơn một chút xíu. Rồi bây giờ hãy nói một chút đến cái phiên bản màu này của sản phẩm này đi. Thì nó sẽ có cái tên đấy là màu xanh. Tuy nhiên nếu như các bạn nghiêng ở từng góc độ khác nhau thì nó sẽ có thể ánh ra được những cái màu sắc khác nhau đấy. Mình nghiêng sang góc này nó sang màu tím rồi, các bạn thấy chưa? Nó rất là lạ và đẹp. Tuy nhiên thì nó không ấn tượng bằng cái màu Twilight của P20 Pro, nhưng mà nó cũng khá là đẹp và ấn tượng rồi. Mặt lưng chúng ta sẽ có cụm camera dual và logo AI camera. Thì với cụm camera dual này chúng ta sẽ có một ống kính 16.f1.8 và một ống kính có độ phân giải rất cao lên tới là 24 megapixel để giúp các bạn có thể chụp hình xóa phông được với sản phẩm này. Và trải nghiệm thì sao?
Có thể nói rằng Honor 10 là một trong những cái chiếc điện thoại có khả năng chụp hình thuộc đỉnh top hiện nay, khi mà chúng ta có những cái giao diện rất dễ sử dụng ở bên dưới này, chân dung này, khẩu độ này, vuốt sang. Hay chúng ta chụp hình bình thường, quay video. Và chân dung chúng ta có thể 1x hoặc 2x, zoom ở đây để các bạn có thể tùy biến được. Nói chung là giao diện nó rất dễ để sử dụng, và thậm chí các bạn sử dụng bằng một tay thì mình đánh giá cũng rất là trực quan và ok. Và với camera selfie nó có độ phân giải rất cao lên tới là 24 megapixel, và giao diện làm đẹp các thứ thì nó cũng khá giống với cả là Huawei, tại vì nó sử dụng chung MUI mà, nên mình sẽ bỏ qua luôn. Và đây nó sẽ có một cái tính năng đấy là 3D, không có ánh sáng, ánh chiếu sáng mềm mại, cánh bướm. Và các bạn thấy cái này nó quen không? Rất là giống với cả là Apple iPhone 10. Và mình tin là nó sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm ok thôi. Mình sẽ nói một chút đến thời lượng pin. Viên pin của máy có dung lượng là 3400 mAh, và nó sẽ hỗ trợ cái công nghệ sạc Supercharge. Thế nên là mình tin là nó sẽ có thể sạc đầy trong vòng tầm hơn 1 tiếng mà thôi. Và bây giờ mình sẽ muốn chia sẻ đến cái cấu hình. Thì nó sử dụng 2 Skion Kirin 970 và nó sẽ có là 4GB. Mình không rõ là liệu Honor sẽ mang phiên bản 8GB về Việt Nam hay không, nhờ 4GB và với con chip mạnh như thế này thì nó sẽ phục vụ được ok những nhu cầu bình thường của bạn trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ chúng ta lướt web này, chơi game này, hay là chúng ta đa nhiệm các thứ gì đó. Nhưng mà mình nghĩ 6GB thì nó vẫn sẽ là mượt mà và trơn tru hơn. Máy cũng đã được cài sẵn là 128GB để giúp các bạn có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu vào trong cái máy này. Và nói tóm lại là với tầm khoảng 10 triệu thì có thể nói rằng đây là một trong những sự lựa chọn được gọi là sáng giá và có thể gọi là best luôn. Nếu mà thực sự Hoàng Hà sẽ tung ra sản phẩm này với mức giá tầm khoảng 10 triệu chính hãng. Tại vì nó có một thiết kế đẹp, có thể nói là rất đẹp. Chúng ta có một cái màn hình hiển thị đẹp và nó tú được cho cái màn hình này với một diện tích khá là tốt. Chúng ta có một hệ thống camera chất chơi với sự hỗ trợ của AI. Chúng ta có camera selfie ngon, chúng ta có thời lượng pin tốt, chúng ta có sạc siêu nhanh. Chúng ta có một cấu hình cũng ok đủ dùng cho các bạn với nhu cầu hàng ngày. Thật sự mà nói là best rồi. À mà chưa kể nữa, nếu đặt hàng sớm tại Hoàng Hà Mobile còn được nhận rất là nhiều quà tặng nữa chứ. Và các bạn nghĩ sao về sản phẩm này, hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.